Ý, con nói đi học sao giờ đây? Dạ mẹ. Còn cậu, con cái nhà ai? Con tôi mà có tí tuổi đầu mà cậu đã dụ dỗ nghỉ học rồi. Dạ con. Hôm nay lớp con được nghỉ học quá mẹ, nên là tụi con ra đây chơi thôi à. Mẹ còn chưa tính với con đó. Yêu đương vào thì sao mà học được nữa. Đi về. Ủa anh, ai cho anh qua đây vậy? Trời ơi, mẹ em biết thì sao? Anh muốn mẹ em đuổi em ra khỏi nhà hả? Mau đi về đi. Là mẹ đó. Mẹ. Dạ, cháu xin lỗi cô. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Dạ 2 năm rồi. Đã làm gì chưa? Dạ chưa. Tụi con còn nhỏ không dám làm gì bậy hết đó cô. Thì cô hỏi thôi cái thằng này. Mà có hay đến đây cà phê không? Dạ thỉnh thoảng thôi cô. Nói thiệt. Dạ giờ ngày nào con cũng gặp ý ở đây hết đó cô. Em ơi, chị gửi tiền ở đây, sau này cháu này qua uống em cứ trừ dần cho chị nhá. Cô, tình yêu không xấu, biết biến tình yêu thành động lực ấy để phát triển sẽ rất tốt. Dạ mà ý cứng đầu lắm á cô, đôi lúc con không biết làm sao hết. Thì cô với cháu hợp sức, không lẽ không chịu được nó. Mà thôi, về nhà cô ăn cơm, cho biết nhà luôn nha. Dạ. Vậy mẹ không cấm tụi con nữa hả mẹ? Mẹ chỉ đang tìm đồng minh để dạy dỗ con thôi. Mẹ cảm ơn mẹ. Học kỳ 2 này hai đứa học sinh giỏi đi, mẹ cho đi du lịch. Mẹ. Yên tâm, tôi sẽ ở nhà cho hai cô cậu đi được chưa? Ủa chuyện này là sao mẹ? Ơi, chán sống hả? Muốn chết thì đi chỗ khác chết đi. Mẹ biết ý, bạn bè, xã hội, việc học đôi khi khiến con cảm thấy áp lực. Mà không phải lúc nào con cũng có thể chia sẻ với ai đó. Những lúc thế này hãy về nhà nha con. Mẹ, con vẫn có nhà, vẫn có mẹ luôn bên cạnh con mà. Mối ngon phải có bạn hiền. Nào, người anh em, nâng đi. Một người đi một mình.